Cây ớt thích hợp với đất thịt pha cát. Với điều kiện thời tiết khô hạn, cây ớt là một trong những cây trồng được nông dân lựa chọn để gieo trồng vì ít sử dụng nước tưới. Tuy nhiên, để cây ớt phát triển bền vững đem lại nguồn thu ổn định, mang lại hiệu quả kinh tế cao từ việc lựa chọn cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu, tỉnh Ninh Thuận cần có quy hoạch phát triển cây ớt, xây dựng chuỗi giá trị liên kết sản xuất để tránh tình trạng được mùa mất giá, được giá mất mùa như đã từng xảy ra. Cập nhật giá ớt hôm nay, ngày 6 tháng 1 năm 2022, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Lâm Đồng, Gia Lai, Bình Định. Giá ớt chỉ thiên loại một đẹp, có giá dao động từ 20.000 đến 28.000 trên 1 kg, tùy loại nhất, nhì, ba, mà giá thương lái mua khác nhau và tùy vùng nên giá có thể sẽ chênh lệch. Cụ thể, tại tỉnh Vĩnh Long, giá ớt 21.000 đến 28.000 trên 1 kg, tại tỉnh Đồng Tháp, giá ớt từ 22.000 đến 27.000 trên 1 kg, tại Sóc Trăng 20.000 đến 26.000 trên 1 kg. Tại Cần Thơ giá ớt dao động từ 21.000 đến 26.500 đồng trên 1 kg, tại tỉnh An Giang giá ớt từ 23.000 đến 26.500 đồng trên 1 kg, tại Trà Vinh giá ớt từ 22.000 đến 27.000 trên 1 kg, khu vực Lâm Đồng 22.000 đến 25.000 trên 1 kg, tại Đắk Lắk giá lai 20.000 đến 23.000 trên 1 kg, tại Bình Định giá ớt dao động từ 21.000 đến 25.000 trên 1 kg. Giá ớt tại tỉnh Ninh Thuận từ 20.000 đến 25.000 trên 1 kg, tại Bắc Giang 20.000 đến 23.000 trên 1 kg, Lạng Sơn 20.000 đến 23.000 trên 1 kg.